nhiều cùng toàn thể các bạn học viên. Lời đầu tiên xin được thay mặt các bạn học viên lớp tập huấn hát then bản tính năm 2024 xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học viên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc chương trình tổng kết thành công tốt đẹp. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình là bài then cổ then kèn dù nhất, tức đi tìm số mệnh. Kính thưa quý vị, một năm có 12 tháng, chúng ta sinh ra mỗi người có một số mệnh khác nhau. Chính vì thế, mỗi số phận chúng ta có người an nhàn sung sướng, người nghèo khổ vất vả. Bài then, then kèn dù nhất đã nói lên điều đó. Xin mời quý vị cùng chú ý đón xem. Yeah.